Môn đã dướn người hết sức và đã cản được. Vẫn còn nguy hiểm. Rất táo bạo, chơi rất tốt. Sút đi. Vào. Và đây là cú sút. Bóng văng ra thủ môn. Vâng, anh ta dính bẫy Việt vị. Bạn có thể xem anh ta đã cố gắng như thế nào để phá nó. Ô cột dọc, bàn thắng đã rất gần. Phối hợp tốt. Có cơ hội. Ghi bàn. Anh ấy đã có cú đúp và nó thật tuyệt vời. Anh ấy có thể sút. Tuyệt vời. Cơ hội. Sút. Ba bàn là tốt nhất. Anh ta khiến họ trả giá bằng cú hát trích tuyệt vời. Cú hát trích vô cùng tuyệt vời. Yeah. Có cơ hội ngay bây giờ. Bóng đã vào lưới. Thủ môn đã không thể cản phá thành công. Đó là một cú sút tuyệt vời và một thắng tuyệt đẹp. Điều đó không thường xuyên xảy ra, nhưng hôm nay họ có cảm giác bóng rất tuyệt vời, xử lý vô cùng tự tin trước khung thành đối phương.